mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Pháp ngữ của Hòa Thượng, Hòa Thượng Diệu Pháp từ bi khai thị như cam lộ dưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng, oán hận, hồn phách khó siêu, mà thường theo kẻ thủ ác, chờ lúc phúc họ suy để báo oán. Lâu dần, thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa, nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết. Cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường, hoàn cảnh, hành vi. Ví như một kẻ cắp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh. Kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia. Kẻ làm ruộng có dáng nông phu. Kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân. Riêng kẻ đồ tể, thân xác luôn mang mùi tanh tưởi, chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại, nên thân toàn ác nghiệp, tâm chứa đầy xấu, độc. Và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo sau khi chết họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử, chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học, chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen, giao du với người hiền thì trở thành lương thiện. Nếu thường thân cận Phật Thánh sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những kẻ sống bằng nghề đồ tể, thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai. Một khi phúc suy thì báo ứng đến. Vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy? Loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp, nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều. Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Chúng mang hình thể thú vật, có đau ốm cũng ít ai biết, lại chẳng được uống thuốc men, luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mê ăn thịt, không biết họa hại ẩn ở trong, cứ nấu ăn thịt đó tưởng là ngon bổ, không ngờ rằng ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc ăn 8 lượng phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trược, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp, ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo, thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bướu, không chết gấp thì cũng chết từ từ, bệnh hành đau đớn. Con vật trược khí nhiều, từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn. Vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú, tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh. Con người ăn thịt chúng vào, nạp mãi nguyên tố thấp, thì thân thể thuần là tố chất của loài vật. Người ăn thịt thiếu lòng từ,
thân đầy trược khí rất không tốt. Người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân, bảo vệ phẩm chất thanh tịnh. Khi ăn thịt những loài gia súc, vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công phu tu. Hơn nữa, ăn chay giúp tiết dục, tịnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều. Vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trược, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, tinh thần tối tăm. Cho nên từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ích lợi gì. Nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết, phần dư thừa lại nằm trong cơ thể, khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên ăn ít hại ít, là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống, hoặc chục mạng, trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người, mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên, hủy diệt lòng từ ái. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh. Chúng ta là đệ tử Phật, cũng nên học theo hạnh Ngài, hãy đối xử từ ái với loài vật. Dạ, có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng, hành nhiều bố thí, xin thỉnh giáo Ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ. Tài sản, tiền bạc giống như củi, tụ nhiều vô ích. Chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng. Củi có thể giúp tỏa nhiệt, nhặt đâu cũng có, dễ tìm đầy rẫy. Không nên tham muốn có nhiều, vì tàn ẩn họa ở trong. Có cái thầy nọ bói cô ấy á, mấy năm nữa đi vào quan vận mà không có tài vận, vì vậy á không cho giữ chức tổng giám đốc công ty. Nói vậy thì vô lý quá, xin thầy khai thị ạ. Dù nói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh thì có 3 phần là mệnh, 7 phần là vận. Đây chính là thời vận. Cho nên nói thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng, là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình. Dạ thưa thầy, có một cư sĩ ở Thiên Tân mấy năm trước được bạn tặng cho một con chó giang tô tên là A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không có ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh vậy đó. Nhưng mà khi ra đường đó thầy, hễ nó gặp con chó cái đến ve vãn á, là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo, giống như là lúc thọ giới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào? Tuy mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh, thính pháp, thích thân cận thiện tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân súc sanh. Bởi vì trên đầu nó có giới điều hiển hiện, Phật từng hóa làm thân nai. Trong Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm cũng từng giảng Bồ Tát Quan Thế Âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh. Nhân đó, chuyện này không có gì lạ. Con chó đó là hiện thân thuyết pháp. Người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi khắc mệnh được không thầy? Đoàn thể học Phật là lò luyện lớn, có thể dung chứa hết tất cả. Phật pháp là chí cương, không có gì xô ngã. Phật pháp cũng chí nhu, rất mềm mại, không có gì đâm thủng. Bởi vậy, chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm,
thì có thể chung tay dựng xây việc lớn. Mạnh cư sĩ, Hồng cư sĩ sắp kết hôn, muốn xin thỉnh giáo sư phụ. Hy vọng họ sau khi kết hôn lập nên gia đình Phật hóa, thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ kính yêu phu quân, sự tốt với mẹ chồng cần kiệm hộ nhà, xuất nhập điều độ, dinh nhục đồng hưởng tuyệt không than oán. Đạo làm chồng thương vợ như em, không lìa không bỏ, không sợ khốn khổ, đem thân làm gương, dạy con thành tài. Hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây, tất gia đình hòa thuận hạnh phúc, tương lai hết nghiệp ta bà, đồng sinh cõi tịnh tu hành. Dạ, con muốn hỏi sư phụ, con của người cư sĩ kia sang năm thi vào học viện mỹ thuật Thiên Tân, muốn hỏi sư phụ cháu có thể thi đậu không? Làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêng, tâm cần tu sửa, an định. Đạt được bốn điểm này thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành. Dạ, con rất ưa giảng Phật Pháp cùng người, phải chăng có chỗ không đúng? Giảng Pháp cần chú ý gì? Xin sư phụ cứ dạy. Hoằng dương Phật Pháp cố nhiên là việc tốt, nhưng cần chú ý thời gian, không nên mặc tình hành sự. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Đây là thời gian giảng Pháp tốt nhất. Một lần giảng không quá 3 tiếng. Người giảng tinh thần sức lực sung mãn, người nghe chú ý tập trung, dễ thâm nhập, thể hội lãnh ngộ Phật lý. Vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt, nói nhiều vô ích. Người làm thầy nhất định phải tuân giữ quy củ, trước phải điều phục mình, sau mới điều người. Sống không hành đúng pháp chính là phá hoại đạo làm thầy. Thế thì sao có thể là mô phạm cho hàng hậu học? Cẩn thận ghi nhớ. Tu làm sao mới được lợi ích hả thầy? Tu hành là chịu khổ, khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn, lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong một người khác nôn dùng độc dược của mình. Nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa. Tu hành không nên gấp, không nên nôn nóng cầu mau thành. Chư Phật Bồ Tát đều tùy thời, tùy duyên từ bi gia trì cho bạn. Nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc, tức là tham, sân, si, lỡ nuốt vào từ vô thủy kiếp đến nay, nôn hết ra, mới có thể nếm được mỹ vị cam lộ. Đây gọi là ói cái cũ, nạp cái mới. Cho nên học Phật trước phải phá ngã chấp, không nên thấy toàn thị phi, mắt chỉ lo nhìn lỗi người. Phải biết các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến nay chiêu cảm nên. Phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả. Còn những phản ứng kình chống ngang ngược sẽ giống như sóng trước đẩy sóng sau, chỉ làm khơi thêm oán hận, chứ không thể giải thoát. Ha ha ha, 问什么的说